Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 241. Thời kỳ cường thịnh nhất của Nam Chiếu, đất nước này có lãnh thổ rộng lớn. Phía đông kéo dài đến Vân Nam hiện nay, phía đông nam giáp giới với Việt Nam, phía tây tiếp giáp với Ấn Độ và Thổ Phiên, phía nam bao trùm một phần lãnh thổ Lào và Thái Lan, phía Bắc liên kết với Ích Châu. Vào năm thứ ba thời Thái Hòa của Đại Đường, Nam Chiếu kéo quân đánh vào đất đường, chiếm Ích Châu trong 10 ngày rồi rút lui nhanh chóng. ranh giới giữa hai nước là sông Đại Đổ. Càng tiến về phía Nam, ánh mặt trời càng rực rỡ và nóng bỏng. Ở Ích Châu, thời tiết tuyết rơi, nhưng tại đô thành Thái Hòa của Nam Chiếu, hoa nở rộ. Khí hậu và phong thổ khác biệt của Ích Châu khiến mọi người dần dần thu hồi cảm giác sự hiếu kỳ và nỗi lo lắng về cuộc sống mới chiếm lấy tâm tư của mọi người. Khi còn cách Thái Hòa thành khoảng trăm dặm, đám người bị phân tán và chia thành các nhóm nhỏ. Khi còn cách Thái Hòa thành mười dặm, đoàn người dừng lại và hạ trại. Các đại thần từ cung đình Nam Chiếu đã đến đón tiếp và chờ đợi từ lâu. Hiện tại, họ chỉ dựng lều tạm trong quân doanh, chuẩn bị đưa những người này vào đô thành. Số người không nhiều, hai bên dường như đã biết nhau. Các nữ nhân nhận ra người thân, cuối cùng gặp nhau và không khỏi hòa khóc. Mặc dù nơi đây nhỏ, nhưng cũng đủ chỗ cho khoảng trăm mười người. Những người ở bên trong được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất rõ ràng có sắc mặt mệt mỏi, quần áo không phải là gấm vóc hay lùa. Nhóm kia ngồi ở góc, mặc quần áo rách nát. Nàng nhận ra triệu đại lang triệu tu duyên và huynh đệ của hắn, cùng với cả dương gia nhị lão gia và tam lão gia chu thất lang người từng đùa dỡn nàng và đạp nàng xuống sông cũng có mặt những người khác không quen biết nhưng có lẽ đều là các gia đình nổi danh về tơ lụa ở ích châu quý anh anh tự giác ngồi cùng nhóm người mặc áo vải nàng tìm kiếm hai lần nhưng không thấy người của đại phòng dương gia chẳng lẽ không có ai bị bắt đến nam chiếu từng bắt đi những người dưới 40 tuổi có lẽ vì vậy mà tha cho Dương Thạch Thị và vợ chồng Dương Tĩnh Sơn. Vợ chồng Dương Tĩnh Nham đã mang theo con cháu rời thành tránh nạn. Vậy còn nô tỳ của Đại Phong đâu? Chẳng lẽ trên đường đã bị phân tán? Không biết Tương Nhi và cái tiểu nha đầu kia bị đưa đi đâu? Quý anh anh nhìn thấy một phụ nhân khoảng 30 tuổi quen mặt bên cạnh, liền nhẹ giọng hỏi. Thỉnh hỏi các ngươi là người nhà ai? Phụ nhân thấp giọng trả lời. Thiếp là đan nương của nhà giàu Cát Gia ở phía nam thành Ích Châu. Cát Gia cũng là một trong những gia đình giàu có nổi tiếng về gấm ở Ích Châu Phù. Cát Gia nổi tiếng với việc đan gấm đỏ, nhà giàu thường mua gấm đỏ của Cát Gia để may đồ mới cho chú rể. Quý Gia là khách hàng quen thuộc của Cát Gia, quý anh anh nghĩ đến điều này, liền kính cẩn hỏi. Xin hỏi ngài là người tháng mấy của Cát Gia? Tên thiếp không đáng nhắc đến, thiếp là Cát tháng 6. Phụ nhân trả lời không chút do dự. Cát gia không có nhiều người, từ nhỏ đã mua những bé gái về nuôi dưỡng. Họ được ban cho họ cát và đặt tên theo tháng. Cát gia có tổng cộng 12 tháng, mỗi người dẫn một phòng, được coi như nửa chủ tử. Cát tháng 6 tự tay đan gấm đỏ hình lựu. Quý anh anh vô thức nhìn quanh, bên cạnh cát tháng 6 có ba cô bé khoảng 10 tuổi. Còn những người khác đâu? Lão phu nhân tính liệt, cả nhà tự sát đan phường bị lửa thiêu rụi. Chỉ còn lại ta và một tháng đại tỷ cùng vài cô bé này. Một tháng đại tỷ thân thể không tốt, không chịu nổi trên đường. Cát tháng 6 bình tĩnh kể lại tình hình của cát gia cho quý anh anh nghe. Thực xin lỗi. Quý anh anh không cố ý làm xúc động vết thương lòng người khác. Sự bình tĩnh của cát tháng 6 khiến nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Ngài là ai? Thiếp là quý nhị nương ở phường nhuộm hoán hoa, chồng thiếp là tam lang của đại phòng dương gia nghe vậy các tháng sáu cũng nhận ra thân phận của nàng nàng giật mình hỏi ngươi tại sao rồi nhìn về phía dương gia nhị lão gia và tam lão gia quý anh anh không hề giấu giếm đại phòng và nhị phòng tam phòng không hòa thuận ta về nhà mẹ đẻ thì gặp binh lính nam chiếu trong quý gia chỉ còn mình ta không biết ngài có biết tin tức gì về đại phòng dương gia không chuyện dương tĩnh nguyên hiếu chung cưới vợ đã lan truyền khắp thành ích châu biết rằng nàng mới về dương gia chưa đầy một năm và xuất thân từ gia đình nhỏ cát tháng sáu phần nào hiểu ra và an ủi quý anh anh trên đường đi ta chưa gặp người nào của đại phòng dương gia ta và mẹ ngươi đều biết nếu dương tam nãi nãi không chê hãy cùng thiếp đi chung quý anh anh cảm kích gật đầu yên tĩnh ngồi bên cạnh cát tháng sáu chưa từng gặp qua người của đại phòng ngay cả tỷ nữ cũng không, chẳng lẽ đại phu nhân cũng như lão phu nhân cắt ra, tự thiêu tại bạch lộ đường, và mọi người đều tự tử. Nghĩ đến đây, quý anh anh cảm thấy ghen tuông dâng lên. Lúc này, nàng thấy triệu tu duyên đi tới, quý anh anh nhíu mày, nàng không muốn người khác nghe những lời điên rồ của triệu tu duyên, nên đứng dậy bước sang bên cạnh. Một bộ quần áo màu xanh hiện ra trước mắt nàng, đó là tơ lụa tượng đẳng dù vạt dưới dính chút bụi đất, nhưng vẫn sạch sẽ. Bị người nam chiếu bắt đi mà vẫn có người hầu hả. Quý anh anh lặng lẽ nhìn hắn. Vợ của ngươi và các chủ tử của đại gia đình ở Ích Châu Phủ đều ở đây, Triệu Tu Duyên, người tốt nhất nên giữ thể diện cho Triệu Gia. Đáng hận nghiêu ngũ nương, nàng ta liên tục che giấu tung tích của ngươi. Trên đường nàng ta không làm khó ngươi chứ. Triệu Tu Duyên dường như đã quen với việc quý anh anh lạnh lùng với hắn, nên hỏi một cách phối hợp liên quan gì đến ngươi? Triệu tu duyên nhìn nàng với gương mặt gầy gò, mũi nhọn và cằm nhọn, thương tiếc nói. Ngươi yên tâm, Bạch Vương Điện Hạ đã hứa với ta, chỉ cần ta làm cho ngành dệt của Nam Chiếu Phồn Vinh, sẽ cho ta chức quan. Sau này ta sẽ che chở ngươi. Quý anh anh nở nụ cười. Dương Tĩnh Uyên đã chém đầu con trai của Thanh Bình Quan. Hắn muốn giết ta để báo thù, ngươi có bảo vệ được ta không? Ánh mắt triệu tu duyên lóe lên, hắn còn chưa được chấp nhận, làm sao có thể để Thanh Bình Quan giết được. Hắn kiên định nói. Người biết bí kíp của quý gia, ta sẽ nhờ quốc chủ ban ơn. Anh anh, người tin ta, người có kim bài do thịnh phong trạch cấp không? Nghiêu ngũ nương có đấy. Quý anh anh ngắt lời hắn, có chút ác ý nghĩ rằng cặp vợ chồng này đều làm giao dịch với thịnh phong trạch. Không biết tương lai ai sẽ mạnh hơn? Kim bài, kim bài gì? Thịnh phong trạch cấp kim bài cho nghiêu ngũ nương triệu tu duyên rõ ràng sợ hãi quý anh anh vui vẻ đúng rồi hắn nhờ ngươi quản lý ngành dệt của nam chiếu nhưng không cấp cho ngươi một kim bài sao sao hắn lại cấp cho ngưu ngũ nương chẳng lẽ chức quan này được cấp cho nàng không thể nào gió thổi làm mây bay ánh mặt trời chiếu xuống đầy đất loang lổ bóng dâm sắc mặt triệu tu duyên thay đổi bất ngờ quý anh anh cười ngươi còn không nhanh đi hỏi rõ ràng ta cũng không chạy được đúng không nhiều ngũ nương đã làm giao dịch gì với thịnh phong trạch để được một kim bài lòng triệu tu duyên rối loạn hắn vội nói dù sao chúng ta sẽ sống tốt ở nam chiếu hắn bỏ đi và xoay người lại quý anh anh nhìn theo bóng lưng của hắn nở nụ cười trước đây nàng sao có thể nghĩ rằng ngay cả bóng lưng của triệu tu duyên cũng đẹp mắt như vậy ở đằng xa người của dương gia cũng nhìn thấy quý anh anh cách người trượng xa Quý anh anh có thể cảm nhận được ánh mắt hận thù. Nhưng nàng không để tâm, quay trở lại bên cạnh cát tháng sáu. Khi nhiều ngũ nương đang nói chuyện với triệu tu duyên, một nhóm quan viên bước vào từ cổng lều. Họ đi thẳng về phía nơi ở của nhà giàu, nói chuyện vài câu rồi mang tất cả mọi người đi. Một lúc sau, một đội binh lính xông vào. Quý anh anh thấy trong đội có thiên tướng, nàng thở dài, khẽ nói với cát tháng sáu thẩm tử, có lẽ thanh bình quan của Nam Chiếu đến tìm ta. Sau này có cơ hội, xin hãy nói cho ta biết về lang quân Dương tính Uyên. Nàng đứng dậy. Nàng chính là Dương Quý Thị. Vị tướng quân hỏi thiên tướng, khi thấy hắn gật đầu, tướng quân ra lệnh. Mang đi. chương 242. Thanh bình quan của Nam Chiếu tương đương với chức thừa tướng của đại đường. Phủ đệ của ông ta cũng không xa hoa, nhìn xa xa, có thể thấy rõ bức tường của viện tòa nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá trắng phòng khách chính được trang trí rất đơn giản ở giữa có một chiếc ghế thái sư hai bên bầy những hàng ghế dài ghế được phủ bằng gấm quý anh anh đứng trong sảnh lúc rảnh rỗi nhìn quanh phát hiện rằng gấm này không phải là gấm tứ xuyên của ích châu nàng nghĩ rằng có lẽ người nam chiếu tự dệt gấm màu sắc không đủ tươi đẹp có vẻ hơi đơn giản giống như tơ lụa hơn dùng trong phủ Thanh Bình Quan, loại gấm này đã là vật quý giá. Không thể sánh với gấm Tứ Xuyên, mong phu nhân Dương đừng chê cười. Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, Quý anh anh quay người lại nhìn, một nho sĩ trung niên từ cửa bước vào, làn da ngăm đen, dưới hàm để râu dài gọn gàng. Ông ta mặc áo ngắn tay vải thô màu xanh đen, quần thùng rộng, trên đầu đội miếng vải đen tạo vẻ thông thái. Ở thắt lưng có đeo một thanh đao ngắn bạc trông thật oai hùng nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa trong tưởng tượng của quý anh anh quyền thần phải có vẻ mặt cáo già chán đầy mưu mô dễ nhận ra không phải người tốt nàng không ngờ thanh bình quan lại nho nhá như vậy câu nói đầu tiên lại rất khách khí làm nàng ngạc nhiên đến ngây người ngồi đi đỗ ngạn dùng tay ra hiệu mời rồi đi qua nàng ngồi vào ghế chủ tòa. quý anh anh vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nghĩ xem làm sao chết cho thoải mái một chút nhưng người ta không hề đe dọa, nàng cũng không có lý do gì để la hét muốn chết, nên thuận thế ngồi xuống ghế. Có thị nữ bưng trà tới, đỗ ngạn nâng chén trà lên nói, trà của Nam Chiếu không thể so sánh với trà pha cầu kỳ của đại đường, chỉ là để giải khát thôi. Mong phu nhân dương đừng chê. Hắn không hề giận dữ hay chút giận lên nàng, điều này làm quý anh anh cảm thấy bất ngờ. Nàng yên lặng uống một ngụm, vị ngọt dịu, rất ngon. Nam Chiếu cũng có vài thứ mà Đại Đường không có, thời gian dài, phu nhân sẽ biết. Đỗ Ngạn không bỏ qua nét mặt thư giãn của quý anh anh sau khi uống trà. Trong lòng hắn cũng ngạc nhiên, hắn tin rằng nàng biết rõ lý do bị đem tới đây. Chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã biểu hiện bình tĩnh như vậy, đáng để hắn kính trọng. Phu quân của ngươi đã chặt đầu con ta, quân Nam Chiếu phía Bắc mất người chỉ huy, rút lui đến cốc phòng ngự thì bị quân đông xuyên của Đại Đường vây quét gần như toàn quân bị tiêu diệt. Đỗ Ngạn nói bình tĩnh, như thể người bị chặt đầu không phải là con trai của mình. Có lẽ trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng lại biểu hiện bình tĩnh. Cuối cùng vẫn muốn giết mình, nhưng không để mình chết dễ dàng. Quý anh anh đặt chén trà xuống, nhìn thẳng hắn. Thanh Bình quan đại nhân định đối phó ta thế nào? Đỗ Ngạn không trả lời trực tiếp, tiếp tục nói về Dương Tĩnh Uyên. Thiên tử đại đường phong cho phu quân của ngươi trước ngũ phẩm du kích tướng quân nghe nói hắn mới 19 tuổi. Đúng vậy, 19 tuổi đã là ngũ phẩm tướng quân, nhờ vào quân công mà thăng chức, thiếp cũng được vinh dự. Quý anh anh không giấu nổi sự kiêu hãnh, nở nụ cười tự hào. A Sạch năm nay 20 tuổi, ta 17 tuổi thành thân, một năm sau có hắn. Hắn là con trai duy nhất của ta. Giọng đỗ ngàn chậm rãi như dòng suối, Quý anh anh nghe mà sợ hãi, Dương Tĩnh Uyên đã chém đầu con trai duy nhất của hắn thù này đúng là sâu nặng, nàng không dám nói gì, chỉ lắng nghe vị thanh bình quan lớn này nói tiếp. Phu nhân của ta đã qua đời 5 năm trước vì bệnh. Ta vẫn chưa tái hôn, vì bận rộn quốc sự, trong phủ chỉ có vài cơ thiếp. Có lẽ do ta lình nhạt với họ, nên không có con cái. Quý anh anh liếc nhìn hắn, nghĩ thầm, nam chiếu phát binh xâm chiếm Tây Xuyên Đạo, quân đường ngăn địch chẳng lẽ phải hỏi thăm xem ngươi có con trai duy nhất không rồi mới đánh. Hai quân giao đấu, có chết là chuyện thường ai bảo ngươi không bảo vệ được con trai mình lại còn đưa hắn ra chiến trường phu nhân dương ta có nên tìm ngươi để báo thù không ánh mắt của đỗ ngạn bỗng nhiên phát ra tia sáng sắc bén không nên quý anh anh không ngốc bản năng sinh tồn khiến nàng vô thức phản bác lời hắn hai nước giao chiến không thể nói là thù riêng có thù hận cũng là thù giữa các quốc gia binh lính nghe lệnh làm việc có liên quan gì đến gia quyến chứ Ý phu nhân là, cái chết của con ta không liên quan gì đến ngươi. Cha nợ con trả, phu thê cùng một thể. Dương tĩnh uyên giết con ta, ngươi chính là kẻ thù của ta. Đỗ ngàn không để lộ sự phẫn nộ qua lời nói, bình tĩnh như đang thảo luận với quý anh anh. Quý anh anh cười nói, trên chiến trường mà chết, muốn báo thù, thanh bình quan đại nhân có thể tìm phu quân ta trên chiến trường mà tính sổ. Đương nhiên, ta bị các ngươi bắt đến Nam Chiếu, sống chết là do các ngươi quyết định cần gì phải nghe ta biện minh? Tự nhiên là phải nghe, ta hy vọng phu nhân Dương có thể hiểu, thực sự không phải ta muốn làm khó ngươi, mà là thù này không thể không báo. Nghe đến đó, quý anh anh đứng lên, được rồi, ta có thể chọn một cách chết thoải mái hơn không? Nàng biết rõ, dù thế nào thì Dương Tĩnh Uyên cũng sẽ tìm cách cứu nàng. Hắn nhất định sẽ tới, nhưng tình thế không chờ người, nàng không thể đợi đến ngày đó, người khác là giao thớt, ta là cá thịt đã bị đặt lên thớt, không còn khả năng bơi về sông. Chỉ còn cách nhìn đối phương chém cắt, thà chém một đao, nhanh chóng chia lìa thân thể, có lẽ sẽ ít đau đớn hơn. Nghe nói tự sát bằng cách cắn bứt lưỡi cần rất nhiều sức lực. Hoặc là đâm đầu vào tường đá, trong thính đường chỉ có nàng và đỗ ngạn, đoán rằng hắn không ngăn được. Trong giày còn cất thanh tiểu đao mà Dương Tĩnh Uyên đưa. Tự mình đâm một nhát có lẽ đơn giản hơn, khi quý anh anh đang dối bời trong lòng, đỗ ngạn cũng đứng lên tháo thanh đao ngắn bạc bên hông được rồi để hắn chém một đao chết đi còn hơn tự mình đâm quý anh anh nhắm mắt lại thật sự là đáng tiếc mắt nàng khá hơn thì cũng không thể thấy rõ mặt dương tĩnh uyên hôm đó trong trí nhớ hắn có đôi mày kiếm bay cười rộ lên như ánh mặt trời lóng lánh tay nàng đột nhiên bị nắm lấy quý anh anh kinh hãi mở mắt đỗ ngạn đặt thanh đao ngắn bạc vào tay nàng gả cho ta quý anh anh bị ba chữ này dọa phát ra tiếng thét chói tai như cầm phải than nóng ném thanh đao ngắn bạc ra ngoài nàng vội lùi lại ngồi phịch xuống ghế đã nghĩ ra đủ cách chết không ngờ suýt nữa bị dọa chết gả cho ta sinh cho ta một đứa con trai ta muốn dương tĩnh uyên cả đời này sống trong địa ngục đỗ ngạn cúi thấp người hai tay chống lên tay vịn khuôn mặt bình tĩnh nhưng hơi vặn vẹo Vàng. quý anh anh tát mạnh vào mặt hắn nàng biết một người quyền lực như đỗ ngạn không đơn giản lời nói bình tĩnh của hắn giấu lửa giận có thể thiêu cháy cả thế gian đừng mơ tưởng nàng thà cắn đứt lưỡi thà đâm đầu vào tường đá mà chết chứ không để hắn đạt được mục đích đỗ ngạn một tay kéo nàng lên khỏi ghế vai dùng sức đẩy đầu nàng khiêng nàng lên quý anh anh hoảng sợ đến đầu óc trống rỗng mấy hơi thở sau mới phản ứng lại nàng như cá bị ném lên bờ vùng vẫy không thoát được bị đỗ ngạn khiêng trên lưng giấy rùa vô ích làm tiêu hao hết sức lực. Cuối cùng bị đỗ ngạn ném lên giường. Cuối cùng, nàng rút thanh tiểu đao trong giày ra, dùng hết sức đâm vào bụng mình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 243. Đỗ ngạn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng và dễ dàng cướp cây đao khỏi tay nàng. Đến giờ phút này, quý anh anh vẫn không vội, nàng nắm chặt cổ tay bị vặn đau, căm hận nhìn hắn. Dương phu nhân, không cần quá xúc động đỗ ngạn vốt ve thanh tiểu đao mắt không chút dao động giọng điệu vẫn bình thản chỉ là muốn thử xem giới hạn của ngươi ta sẽ cho ngươi hy vọng sống sót thấy ánh mắt giật mình của quý anh anh đỗ ngạn nói nếu không muốn ta chạm vào giới hạn của ngươi ngươi phải giúp ta làm một việc ý gì đây quý anh anh suýt nữa bị sợ đến gan vỡ nhưng đột nhiên lại có hy vọng nam chiếu thanh bình quan vừa dọa vừa dụ dỗ Hắn muốn lợi dụng mình sao? Nàng có gì đáng giá để hắn lợi dụng? Là kỹ thuật nhuộm sao? Đánh nàng hai roi, nàng chắc chắn sẽ khai hết bí mật. Bí mật tuy quan trọng, nhưng không bằng tính mạng. Giao dịch này đối với Dương phu nhân không khó, cũng không trái với lương tâm và đạo nghĩa của ngươi. Đỗ Ngạn nói, mặt trở nên nghiêm trọng, trong mắt lộ rõ sự căm hận. Đối với ta, Dương Tĩnh Uyên là kẻ thù giết chết con ta hắn phái con ta đi làm mồi nhử cho bạch vương thịnh phong trạch điều này không thể tha thứ quý anh anh ngỡ ngàng hiểu ra người muốn giết thịnh phong trạch đỗ ngạn từ tốn nói đối với người đại đường thịnh phong trạch cũng là kẻ thù của các ngươi có phải không ánh mắt hắn quá tàn nhẫn quý anh anh run rẩy đáp đúng vậy chính thịnh phong trạch dẫn quân công kích đại đường điều binh vào tam đạo yên người nhà nàng tuy không chết dưới tay hắn nhưng có gì khác biệt? Đồng ý với Thanh Bình Quan, nàng có thể tạm thời bảo toàn mạng sống, tại sao không đồng ý? Nếu có cơ hội, nàng muốn tự tay giết chết tên đại quân điên cuồng đó. Đỗ Ngạn rất hài lòng với câu trả lời của nàng. Ta sẽ giữ ngươi lại trong phủ làm tí, ngươi sẽ có cơ hội. Quý anh anh ngừng đầu nhìn hắn. Tại sao ta phải đi giết hắn? Ngươi không phải là nam chiếu thanh bình quan sao? Thủ hạ của ngươi không có người sao? ta chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Nếu như thuộc hạ của hắn có cơ hội đến gần Thịnh Phong Trạch, còn cần đến nàng sao? Thịnh Phong Trạch dù sao cũng là anh em của quốc chủ, không muốn gây rắc rối lên người, tốt nhất là mượn ngoại lực. Đỗ Ngạn nhàn nhạt, nhạt nói, "Ta nghe nói hắn thích ngươi, nếu tin tình báo là thật, tin chắc từ hôm nay, Bạch Vương Điện hạ sẽ tìm mọi cách đưa ngươi ra khỏi phủ ta. Ngươi chỉ cần làm theo thỏa thuận giữa chúng ta, tìm cơ hội giết hắn." ta đảm bảo ngươi dù chết cũng sẽ chết trong sạch. Đây là điều kiện duy nhất ta cho ngươi. Ngươi tốt nhất mong rằng hắn thích ngươi. Nếu không, ta sẽ dồn hết hận thù lên người ngươi. Ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được, an toàn sinh con cho ta. Thịnh Phong Trạch thích mình, quý anh anh cười thầm, thích đến nỗi đẩy gia đình nàng vào đường cùng, buộc nàng kết thân với dương gia. Thích đến nỗi để si cuồng và triệu tu duyên xông vào nhà hại chết mẹ và chị dâu. Ta biết, ngươi muốn sống còn hy vọng dương tĩnh uyên đến nam chiếu cứu ngươi đỗ ngạn đặt tiểu đao của nàng bên cạnh giường tỏ vẻ như nếu nàng muốn tự sát thì cứ tự nhiên quý anh anh nhanh chóng cầm lấy tiểu đao trong tay cảm thấy yên tâm hơn ngươi không sợ ta nói điều kiện của ngươi cho thịnh phong trạch cầu xin hắn bảo vệ ta sao đỗ ngạn mỉm cười nói quyền thừa kế ở nam chiếu không giống đại đường nhất định là con thừa cha quốc chủ vì con trai mình sẽ không để Bạch Vương Điện Hạ có quá nhiều quyền lực. Nếu không, Đỗ Mỗ đã không trở thành quyền thần số một của Nam Chiếu. Ý là dù Thịnh Phong Trạch là anh em của quốc chủ, được phong vương, nhưng quyền lực không bằng Thanh Bình Quan. Nhưng chính vì hắn là anh em của quốc chủ, nếu Đỗ Ngạn giết hắn, quốc chủ sẽ báo thù cho anh em. Quý anh anh đã hiểu. Đỗ Ngạn cầm lấy chiếc chuông ở đầu giường và lắc nhẹ. Hai thị nữ bước vào cửa, cung kính hành lễ với hắn. Hầu hạ Dương phu nhân tắm rửa thay quần áo, đổi sang trang phục tỷ nữ. Ta muốn mang nàng tham dự dạ tiệc. Đỗ ngạn nói rồi nhìn sâu vào mắt quý anh anh. Ta sẽ chờ ngươi ở phòng khách, nếu giờ giàu ngươi không đến, ta sẽ coi như ngươi từ chối đề nghị của ta. Có lẽ thù hận giữa đỗ ngạn và thịnh phong trạch sẽ giúp nàng tìm được cơ hội sống. Quý anh anh cất tiểu đao, theo sau thị nữ vào phòng tắm. Còn một canh giờ nữa đến giờ dậu, đỗ ngạn ngồi một mình trong phòng khách uống trà. Nhận được thư truyền qua bổ câu, hắn hạ lệnh phong tỏa tin tức về quý anh anh. Cố ý để đội ngũ của thịnh phong trạch trở về Thái Hòa Thành trước khi tin tức được truyền đạt. Người vừa đến, hắn lập tức sai người làm lớn chuyện mang nàng đi. Nếu tin tình báo chính xác, thịnh phong trạch lúc này chắc chắn phải chạy từ cung đến. Đại nhân, Bạch Vương Điện Hạ đến tìm hiểu người hầu đứng ở cửa báo, Đỗ Ngạn nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra đón. Ánh mặt trời rực rỡ trải khắp đình viện, Thịnh Phong Trạch xuất hiện trước mắt hắn trong sự bảo vệ của các hộ vệ. Nhìn gương mặt trẻ trung anh tuấn giống hệt con trai mình, Đỗ Ngạn cảm thấy như bị dao cắt vào tim, đau đớn khó chịu. Nếu con trai hắn không chết, hôm nay cũng sẽ mặc trang phục lộng lẫy, được các nữ nhân ngưỡng mộ tại tiệc tối hắn vốn muốn con trai lập công, chiến thắng trở về rồi cưới vợ. Si cuồng đi làm mồi nhử chờ lệnh, khuyến khích kinh nghiệm không đủ để ngăn chặn hoàn toàn tranh công lao, đồng xuyên quân quách chiêu là một khối xương cứng khó găm. Thịnh phong trạch, dù cho chính kiến bất hòa, người cũng không nên hại con trai duy nhất của ta. Bạch vương điện hạ đến sớm như vậy. Đỗ ngạn hành lễ, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Tiểu đỗ quân tướng và bản vương là bạn chơi từ nhỏ. Hắn chết trận xa trường, bản vương rất đau khổ. Mong rằng thanh bình đại nhân nén bi thương. Bản vương đã trình quốc chủ công lao của hắn, mong được phong thưởng cho tiểu đỗ quân tướng. Thịnh phong trạch đỡ đỗ ngạn, nhẹ giọng thở dài. Đánh trận không thể tránh khỏi cái chết. Điền hạ không nên tự trách. Nếu không phải võ nghệ cao cường của đường quân thích khách, tiểu đỗ cũng sẽ không chết. Điền hạ, xin mời. Đỗ Ngạn dẫn Thịnh Phong Trạch vào phòng khách ngồi. Các hộ vệ của Thịnh Phong Trạch mang một chiếc dương bốn miệng đặt vào trong sành. Đây là gấm tứ xuyên thượng hạng, bản vương cố ý chọn cho Thanh Bình đại nhân. Thịnh Phong Trạch cười nói. Mở dương ra, bên trong là gấm sáng trói diễm lệ, tất cả đều là tinh phẩm. Cảm ơn Điện hạ. Đỗ Ngạn truyền đề tài, dẫn dắt câu chuyện về người bắt từ đại đường quốc chủ buổi tối mở tiệc chiêu đãi những người bắt từ đại đường dự định tiếp đái trọng thể tin rằng họ sẽ giúp nam chiếu cầm nghiệp cường thịnh nếu thịnh phong trạch quan tâm đến quý anh anh hắn nhất định sẽ nhắc đến nàng đỗ ngạn cố ý ném ra đề tài này nam chiếu bắt được nhiều thợ thủ công cầm nghiệp nhất định sẽ hưng thịnh có tiền nam chiếu mới có thực lực đối kháng thổ phiên và đại đường thịnh phong trạch khẽ thở dài bản vương cảm thấy hổ thẹn đến bây giờ mới hiểu được tâm ý của Thanh Bình Đại Nhân khi cố gắng công kích đại đường. Vì thế bản vương đã ra lệnh chăm sóc cẩn thận những người bắt được. May mà hơn một vạn người đã đến bình an. Đúng rồi, nghe nói quý thị nữ am hiểu nhuộm thục hồng tơ bị Thanh Bình Đại Nhân mang về phủ. Nàng là thê tử của Dương Tĩnh Uyên. Mặc dù biết kỹ thuật nhuộm tơ bí truyền, hạ quan cũng quyết giết nàng để báo thù cho tiểu đỗ. Đỗ ngạn thay đổi vẻ ôn hòa, trả lời dứt khoát. Thịnh Phong Trạch lo lắng, mở miệng khuyên nhủ. Thanh Bình đại nhân muốn báo thù cho tiểu Đỗ, Bản Vương không dám ngăn cản. Nhưng nhân tài khó kiếm, đại quân công kích đại đường chính vì những người tài giỏi này. Có thể tạm thời giữ mạng nàng, để nàng truyền dạy kỹ thuật nhuộm tơ rồi hãy giết nàng. Mong rằng Thanh Bình đại nhân suy nghĩ lại. Đỗ Ngạn cố ý thử dò xét, chỉ để xác nhận Thịnh Phong Trạch có tình cảm với quý anh anh hay không. Sau một lúc trầm ngâm, Đỗ Ngạn nói: Điện hạ nói không sai, bổn quan nhớ đến tiểu đỗ nên nhất thời hồ đồ. Thôi được, tạm giữ mạng nàng lại trong phủ làm nô, để nàng dạy kỹ thuật nhuộm tơ rồi ta sẽ lấy mạng nàng. chương 244 Đỗ ngạn đáp ứng quá nhanh, hai người có chính kiến bất hòa, không có lý do gì để đỗ ngạn khinh suất như vậy mà buông tha cho vợ của kẻ thù. Đạt được mục đích quá đơn giản, thịnh phong trạch sinh ra một cảm giác khó tả. Trong tình cảnh này, vẫn phải nói. Thanh Bình đại nhân chịu vứt bỏ mối thù cá nhân, bản vương kính nể. Đỗ Ngạn gọi người hầu và nói. Hãy nói với phu nhân Dương, Bạch Vương điện hạ tiếp tài hoa của nàng, bổn quan tạm thời giữ mạng sống của nàng. Gọi nàng đến để bái tạ điện hạ. Hắn nghĩ rằng Thịnh Phong Trạch sẽ muốn gặp quý anh anh, nhưng Thịnh Phong Trạch lập tức đứng dậy cáo từ. Không cần, bản vương cứu nàng chỉ là vô tình, chỉ tiếc một kỹ năng có thể bị thất truyền cáo từ. Đỗ ngạn ngẩn người, đứng dậy tiễn. Ra khỏi đỗ phủ, xích hồ thấp giọng hỏi. Vương gia tại sao vội vã rời đi? Thịnh phong trạch nhàn nhạt nói. Bản vương nóng lòng, đỗ ngạn thực sự không muốn giết nàng. Xích hồ nghi hoặc. Thanh bình đại nhân không muốn giết quý nhị nương. Nếu ngươi là thanh bình quan, nhìn thấy vợ của kẻ thù, ngươi sẽ làm gì? Thịnh phong trạch hỏi lại. Con trai duy nhất bị Dương Tĩnh Nguyên giết chết, nhìn thấy vợ của kẻ thù, sẽ làm gì? Xích hồ bật thốt lên. Tự nhiên muốn làm nhục nàng thật nặng, sau đó giết cho thỏa thích, để tiêu tan mối hận trong lòng. Một người phụ nữ bị làm nhục, vì mạng sống sẽ đến tạ ân không giết. Quý anh anh sẽ không nghe lời như vậy, thịnh phong trạch nhíu mày nói. Đỗ ngạn có vẻ cũng không làm khó nàng, hắn dường như rất vội vàng muốn bản vương gặp nàng. Thịnh phong trạch không rõ tình cảm của mình đối với quý anh anh là gì chính hắn cũng không thể nói rõ. Đỗ ngạn làm sao biết được, xích hồ trong chốc lát nhớ đến A Ninh, thế nào cũng không chịu tin, lầm bầm. Không phải là A Ninh, nhưng hy vọng không phải là nàng. Thịnh phong trạch vỗ vai xích hồ. Bản vương biết ngươi từ nhỏ đã thích A Ninh, hãy cầu hôn nàng đi. Nếu là A Ninh truyền lại tin tức, chỉ cần An Ninh biết sai mà quay lại, đồng ý với lời cầu hôn của mình. Xem mặt mũi của mình, chủ tử sẽ tha mạng cho nàng xích hồ đỏ mặt quỳ một chân xuống nói nếu nàng phản bội chủ tử xích hồ tuyệt đối không tha cho nàng xin chủ tử thu hồi lệnh đã ban ra dù tiểu nhân có thích nàng cũng sẽ không cưới một người phản bội chủ tử thịnh phong trạch lắc đầu nói xích hồ bản vương chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của ngươi đứng lên đi chính bản vương đã ra lệnh ngăn chặn tất cả các đợt tấn công tại sao đố ngạn lại không có một câu oán hận nào với bản vương? Con trai duy nhất chết, hắn lại tỏ ra quá mức bình tĩnh. Tiểu nhân sẽ dặn người theo dõi thanh bình quan phủ. Xích hồ đứng dậy, suy ngẫm lời thịnh phong trạch nói, trong lòng rất mâu thuẫn. Trong vương cung đèn hoa sáng rực, ánh nắng chiều chiếu đỏ rực cả bầu trời. Một chiếc đèn cung đình nhỏ thắp sáng giữa trời chiều chưa tối hẳn. Ngọn nến bằng mỡ bỏ chiếu sáng cả điện đường phụ nữ nam chiếu có địa vị thấp. Đêm nay, quốc chủ đặc biệt cho phép nữ tử đại đường dự tiệc, để thể hiện sự coi trọng đối với những gia đình giàu có từ cầm nghiệp. Khoảng trăm người bị bắt đến từ các gia đình giàu có ít châu cầm nghiệp, sau khi tắm rửa và thay đổi hoàn toàn, ngồi thấp thỏm bất an ở một bên cung điện. Triệu tu duyên liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người mặc đồ mới, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cười gượng. Nhiều ngũ nương ngồi bên cạnh hắn thấy rõ ràng. Trong tay áo nàng cầm chặt một thẻ bài bằng vàng, như ngũ nương như có thêm sức mạnh. Các quan viên nam chiếu lục tục tiến vào điện, khi nghe nội thị hô to thanh bình quan đại nhân đến, các quan viên liền đứng dậy chào. Hắn chính là quyền thần của nam chiếu, đỗ ngạn, triệu tu duyên tự nhiên chú ý đến đỗ ngạn, trong nháy mắt nhận ra quý anh anh, bật thốt lên. Nàng làm sao lại ở cùng với thanh bình quan? Quý anh anh mặc một chiếc áo ngắn màu lam với váy dài, nhìn rõ ràng là trang phục của nam chiếu. Chỉ có búi tóc vẫn là kiểu của cô gái đại đường. Nàng nhìn người đối diện, ánh mắt chạm phải triệu tu duyên, liền quay lại sau lưng đỗ ngạn. Người cũng ngồi đi. Đỗ ngạn rất hài lòng với thái độ phối hợp của quý anh anh, bảo nàng ngồi sau lưng mình. Đỗ ngạn ngồi ở vị trí gần ngai vàng nhất, phía bên phải. Quý anh anh sau khi ngồi xuống, Ngẩng mặt lên liền thấy Thịnh Phong Trạch ngồi đối diện. Nàng biết rõ, Đỗ Ngạn cố ý sắp xếp nàng theo hầu để Thịnh Phong Trạch có thể nhìn thấy nàng rõ ràng. Quốc chủ đến, nội thị hô to, mọi người cùng đứng dậy chào đón. Nam triều quốc chủ Thịnh Phong Hữu cùng vương hậu bước lên ngai vàng. Thịnh Phong Hữu khoảng 30 tuổi, trẻ trung tuấn mỹ. Dưới cằm có một lùm râu ngắn được tỉa tót chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn khắp điện, thịnh phong hữu nâng chén kim bôi cực đại. Vương đệ Bắc trinh phạt, lập đại công cho Nam Chiếu, hãy uống chén này. Thịnh phong trạch cười từ chối. Trận chiến này không phải công lao của thần đệ, mà là nhờ Thanh Bình Đại Nhân hiến kế định sách. Chén rượu kim bôi này hãy kính Thanh Bình Đại Nhân. Đế vương quyền mưu là một đạo ngăn chặn, bạch vương lập đại công, thịnh phong hữu đương nhiên muốn chèn ép thịnh phong trạch, yêu ái đỗ ngàn hắn ha ha cười nói vương đệ nói rất đúng thanh bình đại nhân xin hãy uống cạn chén này chén kim bôi cực đại được đưa đến trước mặt đỗ ngạn đỗ ngạn đột nhiên khóc lớn cả nước chúc mừng đại quân thắng trận trở về nhưng con trai của thần lại chết ở đại đường thần lập đại công cũng vô tâm chè chén nhớ đến mâu thuẫn giữa thịnh phong trạch và đỗ ngạn thịnh phong hữu có chốt nhức đầu ý định ban đầu của hắn là ngăn chặn thường để hai người tranh đấu Trận đánh này đại thắng, nhưng con trai duy nhất của Đỗ Ngạn lại chết. Nếu lúc này Đỗ Ngạn muốn tố cáo Thịnh Phong Trạch, sẽ rất khó xử. Thịnh Phong Hữu thở dài nói. Cô Sắc phong ngăn chặn sạch vì đại quân, thường nô một ngàn, con trai của ngươi cũng là vì nam chiếu, chết trên chiến trường, ngăn chặn thanh bình đừng quá đau buồn. Ngươi nhất định sẽ chỉ trích rằng Thịnh Phong Trạch hại con trai ngươi, tại sao không nói con trai ngươi xui xẻo gặp phải thích khách võ nghệ cao cường của đại đường tốt nhất đừng tố cáo Bạch Vương tại yến tiệc Khánh Công. Đỗ Ngạn có thể trở thành quyền thần được quốc chủ tin yêu nhất, nghe xong liền hiểu, hận không được. Hắn có ngu xuẩn đến mức đó sao? Đại quân thắng trận, thịnh phong trạch không thể bỏ qua công lao, hắn lại đi tố cáo hắn hại chết con trai mình. Hắn xoay người siết chặt cổ tay quý anh anh, ném nàng vào giữa điện, đỏ mắt nói. Xin quốc chủ cho phép thần giết vợ của kẻ thù, để báo thù cho con trai liên tục giữ vẻ điềm nhiên như không thì ra hắn đang chờ chính mình ở đây nếu không để giết quý anh anh quốc chủ và chúng thần sẽ bảo vệ nàng mất quân tâm không ngăn cản hắn đỗ ngạn mới sẽ không cho rằng giết quý anh anh nam chiếu cẩm nghiệp không thể phát triển mạnh mẽ đỗ ngạn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt quý anh anh lướt qua mặt hắn rồi lãnh đạm rời đi sự lãnh đạm ẩn chứa hận thù khiến thịnh phong trạch muốn lật bàn ngay lập tức Quốc chủ Thịnh Phong Hữu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là muốn giết vợ của Dương Tĩnh Nguyên thôi mà. Hắn đang định mở miệng đáp ứng, thì trong điện đột nhiên vang lên một tiếng. Không thể, ai dám lên tiếng phản đối. Đỗ ngạn nhìn chằm chằm Thịnh Phong Trạch, thấy hắn nhíu mày nhưng không đứng ra phản đối. Trong lòng thầm kinh ngạc, người dám lên tiếng ngăn cản quốc chủ là ai? Quý anh anh vuốt vuốt cổ tay, đứng lên phối hợp. Nàng đã hiểu là triệu tu duyên hắn còn chưa muốn nàng chết. Quý anh anh cười mỉa mai, phá hỏng chuyện tốt của đỗ ngạn, triệu tu duyên biết rõ, có thể có hối hận đến mức đau lòng không? Triệu tu duyên xài bước rời chỗ, cúi chào thịnh phong hiểu. Quốc chủ, không thể giết. chương 245 Hóa ra là triệu tu duyên, chỉ một chút nữa là đã quên mất hắn. Thịnh phong trạch duỗi người, thoải mái thưởng thức cảnh vui. Thấy hắn mặc trang phục của người phục vụ, biết rằng đã bị bắt tới đây. Nhớ lại buổi tiệc mà mình tổ chức với mong muốn ban đầu, quốc chủ không nổi giận, tại sao lại không thể giết được? Tài hạ là Triệu Tu Duyên, gia chủ kế nhiệm của nhà giàu Triệu gia ở phủ Ích Châu. Năm ngoái, trong cuộc thi đấu gấm ở thành Ích Châu, Triệu gia đã giành được Cẩm Vương. Triệu Tu Duyên nhìn vào người phục vụ trong điện, thở dài nói, "Triệu gia vốn dĩ không thể đoạt được Cẩm Vương." nhờ tài năng phối màu của quý nhị nương mà ta mới dệt nên bức lâm giang tiên này những người giàu có trong ngành chức cầm ngồi đó lần đầu tiên biết được bí mật triệu gia đoạt được cầm vương không thể không trâu đầu ghé tai bàn luận đã mang lâm giang tiên về chưa quốc chủ rất hứng thú với bức gấm cầm vương thịnh phong trạch cười nói đã được kiểm kê và đưa vào kho mang tới đây không lâu sau bức gấm lâm giang tiên mà triệu gia cướp đoạt được hiện ra trước mặt mọi người gấm biến ảo theo ánh sáng, những bông hoa cúc phấn hồng từ từ nở rộ. Đúng là gấm sống, quả thật là một bức gấm tuyệt đẹp. Người nam chiếu hoa mắt, trầm trồ khen ngợi. Thấy tình hình này, triệu tu duyên liền tranh thủ cơ hội nói. Nếu không phải bây giờ là mùa thu, nam chiếu phát binh. Cuộc thi đấu gấm diễn ra thuận lợi, tại hạ tin rằng, quý nhị nương giúp đỡ dương gia dệt ra hoán hoa cẩm nhất định có thể giúp dương gia một lần nữa đoạt được cẩm vương quý anh anh, mặc trang phục tỷ nữ nam chiếu, với búi tóc của người phục vụ, thu hút ánh nhìn của mọi người trong điện nam chiếu. Xem tuổi chỉ khoảng 16-17, nhưng đã đỗ trạng nguyên ở phủ Ích Châu và dệt ra cẩm vương. Thịnh Phong hữu hứng thú. Giúp đỡ nhà nào có thể giúp nhà đó đoạt được cẩm vương? Quý nhị nương, người thực sự có tài như vậy sao? Hoán hoa cẩm chẳng lẽ đẹp hơn bức gấm quốc sống động này? Trong khoảnh khắc, quý anh anh nhớ lại cảnh cùng dương tĩnh sơn dệt hoán hoa cầm nàng không muốn nam chiếu dệt được hoán hoa cầm lắc đầu nói hoán hoa cẩm nhìn qua không đẹp bằng lâm giang tiên năm nay không có thi đấu gấm thiếp không thể xác định liệu có thể đoạt được cẩm vương hay không triệu tu duyên sốt sắng quốc chủ hoán hoa cẩm nhất định có nét độc đáo của nó nàng còn có tài nghệ bí truyền của quý gia quý gia với tơ hồng nổi danh khắp phủ ích châu giết nàng tổn thất chính là Nam Chiếu cầm Nghiệp. Quốc chủ bắt rất nhiều thợ thủ công xuôi Nam, không phải để chấn hưng Nam Chiếu cầm Nghiệp sao? Nhân tài như vậy, làm sao có thể để bị Thanh Bình Đại Nhân giận dữ mà giết? Hai quân giao đấu, có chết. Dương Tĩnh Uyên giết con trai của Thanh Bình Đại Nhân, sao lại có thể tìm một phụ nữ để báo thù? Lời nói đầy cảm xúc, khiến người trong điện đều nhìn Triệu Tu Duyên với ánh mắt khác. Cảm nhận được sự chú ý của mọi người, mặt Triệu Tu Duyên ửng đỏ vì kích động quốc chủ, đối với chúng tôi, những người thuộc ngành chức cẩm, chức cẩm là tất cả. Ở đại đường chúng tôi có thể làm chức cẩm, ở Nam Chiếu, chúng tôi cũng có thể làm chức cẩm. Tại Hạ Nguyện dân tặng phương pháp dệt của gấm triệu gia, giúp Nam Chiếu cẩm nghiệp phát triển cao hơn. Tốt, nếu các người cũng có thể như triệu lang quân, vì Nam Chiếu cẩm nghiệp mà xuất lực, ta sẽ không bạc đái mọi người. Ta phong triệu lang quân làm phó quan của hàng dệt bằng máy. Hợp tác với chính làm đại nhân xử lý cẩm nghiệp quốc chủ cần một người chịu trách nhiệm, liền phong quan cho triệu tu duyên ngay tại chỗ. Nhận thấy ánh mắt của quốc chủ, đỗ ngạn đã chuẩn bị sẵn. Hắn cúi lại nói, vì thần không biết nữ tử này lại có bản lĩnh như vậy. Vì nam chiếu cầm nghiệp, chỉ cần nàng có thể truyền thụ tài nghệ nhuộm màu trước cẩm vì thần nguyện buông tha thủ riêng. Thịnh phong hiểu cảm động không nguôi, từ ngay vàng bước xuống đỡ đỗ ngạn dậy. Thanh bình quan quả thật là cánh tay đắc lực của ta ta ban thưởng thanh bình quan ngàn mẫu ruộng tốt, hai ngàn nô lệ. Quý nhị nương sẽ giao cho hàng dệt bằng máy cục. Hắn nhìn quý anh anh nói. Thanh bình quan tha cho ngươi, là vì ngươi có tài nghệ vô song. Nếu ngươi không chịu cống hiến cho nam chiếu, ta sẽ giao ngươi cho thanh bình quan, để hắn xử lý. Đơn giản giành được niềm vui và tín nhiệm của quốc chủ. Đây mới là mục đích của Đỗ Ngạn khi đề xuất giết quý anh anh để báo thù cho con trai. Chỉ tiếc là bị Triệu Tu Duyên phá hoại, hắn không rơi vào bẫy. Thịnh Phong Trạch cười nâng chén, "Trí tuệ của Thanh Bình đại nhân thật đáng ngưỡng mộ." Trạch kính đại nhân một ly. Nam Chiếu cần đến chức cầm sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của mình, còn tôn trọng như khách quý, những người dự tiệc của ngành chức cầm cuối cùng cũng yên tâm. Tiếng ca múa vang lên, khách mời trong giả yến vui vẻ tận hưởng. Triệu Tu Duyên được phong quan chức lúc này liền có các quan viên của hàng dệt bằng máy nam chiếu mời rượu chúc mừng. Đèn đuốc sáng trưng trong cung điện hòa khí khiêm tốn của các quan viên nam chiếu. Khiến hắn cảm động không nguôi, triệu gia ở đại đường chỉ là một thương nhân, khi nào được các quan viên đại đường coi trọng và lễ đãi như vậy. Cố hương giờ chỉ là quá khứ, nhà của hắn từ nay ở Nam Chiếu. Triệu tu duyên mắt đỏ hoe, uống rượu đến cạn chén, thân thể và linh hồn như bay lên hắn không nhìn thấy trong điện có những ánh mắt mỉa mai của các quan viên nam chiếu cũng không chú ý tới những ánh mắt khinh bỉ của những người có cốt khí hắn chỉ biết là hắn đã thành công trở thành quan viên nam chiếu hắn còn muốn có quý anh anh khi công thành danh toại hắn tuyệt đối không cần nhẫn nhịn sống với nhiều ngũ nương nữa anh anh triệu tu duyên say rượu gọi nàng một tiếng lảo đào tìm nàng trong điện Nam Chiếu tổ chức tiệc không chú ý lễ nghi như đại đường. Vương hậu đã lui đi, quốc chủ kéo đỗ ngạn ngồi xuống đất, quân thần cùng ôm vò rượu rót uống. Các quan viên Nam Chiếu cũng tương tự, cung điện huyên náo như quán rượu. Quý anh anh sớm lui về góc tường, cố gắng làm mình tan biến vào chỗ tối không bị ánh sáng chiếu tới. Một gấu váy xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng không ngừng đầu lên, nhàn nhạt, nhạt nói. Nhiều ngũ nương, ngươi không nghe thấy triệu tu duyên khen ta tài giỏi vô song sao đừng đến chọc ta nhiều ngũ nương không để ý nàng ngồi xuống bên cạnh ta không đến tìm ngươi ta đang đợi bạch vương điện hạ quý anh anh quay đầu triệu tu duyên đã đạt được ước nguyện làm quan ngươi đang đợi thịnh phong trạch để hắn cho ngươi chỗ tốt sao đúng vậy ta đã khuyên phụ thân ngầm đồng ý để thịnh phong trạch làm việc hắn vẫn chưa giải quyết chuyện của ta nhiều ngũ nương nhẹ nhàng nói quý anh anh đứng dậy ngươi không hiếu kỳ sao ta đã nhận ra ngăn chặn thanh bình quan và bạch vương điện hạ không đối phó được đâu bắt ngươi làm con tốt nhưng hết lần này đến lần khác bị triệu tu duyên xen vào quý anh anh cúi đầu nhìn nàng một cái rồi ngồi xuống ta hiếu kỳ thật đấy ta rất muốn biết thịnh phong trạch có thực hiện cam kết với ngươi hay không ta thật không hiểu ngươi thông minh như vậy sao lại tin tưởng hắn ai nói lời hứa của ta không thể thực hiện Thịnh Phong Trạch bước tới trước mặt hai người. Quý anh anh vô thức nhìn về phía sau hắn, nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Đỗ Ngạn khi cùng quốc chủ chè chén. Nàng hạ mi mắt, cười khẩy nói. Hai người có giao dịch gì thì cứ từ từ nói. Xin lỗi, ta không tham gia. Thịnh Phong Trạch giữ nàng lại. Nghiêu ngũ nương, sau tiệc ta sẽ dặn người dẫn ngươi đến một nơi. Ngươi muốn toàn bộ người của Dương Gia ở đó. Triệu tu duyên may mắn được quốc chủ phong quan chức ta chỉ có thể hứa rằng, nếu có cơ hội, sẽ giao hắn cho ngươi. Giao dịch của chúng ta coi như thành công chứ. Ánh mắt nhiều ngũ nương sáng lên, chỉ vào quý anh anh. Nàng cũng là người của Dương Gia đúng không? Thịnh Phong Trạch cúi người, bế lấy quý anh anh. Nàng là người của ta. Thịnh Phong Trạch, với thân phận và địa vị của ngươi, làm sao có thể đổi ý? Nhiều ngũ nương giận dữ nói. Thịnh Phong Trạch thở dài nói. Nhiều ngũ nương, ngươi không muốn tin tưởng vẫn không chịu tin tưởng bản vương chỉ đang lợi dụng ngươi thôi sao ban cho ngươi một mặt kim bài xem như bản vương đền bù tổn thất bản vương không thích lợi dụng nữ nhân nói xong hắn ôm quý anh anh đi ra khỏi điện quý anh anh dãy rủa thấy đỗ ngạn cười và gật đầu nhẹ với mình nàng không dãy rủa nữa để thịnh phong trạch ôm mình ra khỏi cung điện phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn